Noo Phước Thịnh và Á hậu Tú Anh ra mắt hai họ, fan nổi giận dọa giết. Trên trang cá nhân của Á hậu Tú Anh đăng tải hình ảnh chụp Noo Phước Thịnh, Tú Anh cùng dòng trạng thái ra mắt hai họ. Tuy nhiên, ngay dưới dòng trạng thái, một Facebook đã tỏ ra tức giận dọa giết nếu đó là sự thật. Không biết sự thật đến đâu khi Á hậu Tú Anh để dòng trạng thái lên trang cá nhân của mình ra mắt gia đình hai họ. Cùng đó là hai bức hình cả hai đang cười rất rạng rỡ, chụp cùng hai phụ huynh. Tuy nhiên, ngay sau thông báo của Á hậu Tú Anh, các fan hâm mộ vào bình luận và tỏ ra bất ngờ. Thậm chí một Facebook còn nổi giận dọa giết nếu đó là sự thật. Facebook Linh tỏ ra giận dữ và nhận được nhiều ủng hộ của các Facebook nữ khác khi viết giết chết chị đó. Còn Facebook GB thì khóc nức nở và bình luận ai đó nói cho tôi biết đây không phải là sự thật đi. Facebook Phương thì không tin câu chuyện này là thật, cố gắng lắm nhưng không thể tin đây là sự thật. Trước đó, Noo Phước Thịnh và Á hậu Tú Anh cũng bị bắt gặp tay trong tay, nắm chặt ở hậu trường một chương trình khiến nhiều người không khỏi bất ngờ. Có khá nhiều người xung quanh nhưng cặp đôi vẫn vô cùng thân thiết với nhau, không một chút ngần ngại. Và cũng tại một sự kiện trước đó, cặp đôi cũng từng khiến cho công chúng xôn xao khi liên tục đồng hành, chăm sóc nhau trong rất nhiều sự kiện. Còn nam ca sĩ cũng nhẹ nhàng lau vết son hơi, lem của Á hậu xinh đẹp. Mỗi lần hội ngộ, cả hai luôn quấn quýt bên nhau. Tú Anh từng tiết lộ, Noo là ca sĩ mà cô yêu thích nhất. Cặp đôi có những cử chỉ rất thân mật, tình cảm dành cho nhau. Những hình ảnh từng tứ này khiến công chúng thắc mắc về mối quan hệ của cặp đôi này. Ở tuổi 50, Đàm Vĩnh Hưng chính thức thừa nhận thèm có bồ gây sốt. Thèm có bồ giống người ta quá là dòng chia sẻ mới đây của Đàm Vĩnh Hưng gây bất ngờ với người hâm mộ và khiến cộng đồng mạng rần rần bàn tán. Mới đây, trên trang Facebook cá nhân của Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ loạt hình ảnh bộc lộ anh đang cô đơn, mang đầy tâm trạng. Đi kèm với những bức hình này là dòng chú thích gây bất ngờ đối với người hâm mộ yêu mến giọng ca biển tình. Tôi xin người cứ gian dối cho tôi tưởng người cũng yêu tôi. Cho tôi được thấy đời vui khi cơn mưa mùa đông đang tới. Tôi xin người cứ gian dối, nhưng xin người đừng đi xa tôi. Đàm Vĩnh Hưng dẫn lời một ca khúc. Lời kết cho dòng cảm xúc, Mr. Đàm chia sẻ rằng thèm có bồ giống người ta quá, thu hút sự quan tâm của hàng nghìn cư dân mạng. Nhiều người hâm mộ cho rằng ở tuổi U50 đã đến lúc nam ca sĩ muốn có một gia đình nhỏ sau loạt ồn ào tố mẹ ruột gây nợ. Trước lời chia sẻ này, Mr. Đàm từng chia sẻ với báo chí rằng anh cũng từng có những ước mơ giống như bao người, mơ về một gia đình nhỏ yên ấm, đầy đủ có những tiếng cười của cả cha mẹ và con cái. Hưng cũng yêu nhiều lần, cũng từng hạnh phúc, cũng nêm nếm mùi tan vỡ. Mỗi người đều có cá tính riêng, có người thì dễ dàng quên đi những vết thương để yêu ngay một người mới. Có người thì cả đời chỉ yêu một người mặc dù cuộc sống và vòng xoáy của cuộc đời đưa đẩy họ gặp gỡ và có tình cảm với nhiều người. Thậm chí là lên giường với nhiều người, nhưng trong tim chỉ có một người, hình như Hưng thuộc tiếp người thứ hai, Đàm Vĩnh Hưng nói. Giọng ca biển tình cũng đề cập đến câu nói giúp anh trốn tránh, mỗi khi có người hỏi đến chuyện lập gia đình, đó là Mr. Đàm chỉ đồng ý bước vào nhà thờ làm hôn lễ, với một điều kiện duy nhất cô dâu phải là Mỹ Tâm. Sau lời chia sẻ thèm được yêu, nhiều người hâm mộ hy vọng Đàm Vĩnh Hưng sẽ sớm tìm được một nửa phù hợp với mình khi đã ở tuổi U50. Sinh con xong đều đẹp hơn, nhưng nhìn vóc dáng của Việt Huê và Ngọc Lan thì ai cũng phải giật mình. Hai bà mẹ bỉm sữa đều khiến chị em đi hết ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác. Lê Hoàng, Việt Huê từng gây bất ngờ cho khán giả khi đột ngột thông báo gia đình vừa đón thêm một thành viên mới. Bà xã của trưởng nhóm The Man còn gây choáng hơn khi xuất hiện với mặt mộc đẹp rạng rỡ sau khi vượt cạn không lâu. Nhan sắc mặn mà của bà mẹ hai con khiến ai cũng phải suýt xoa khen ngợi. Không những vậy, Việt Huê nhanh chóng lấy lại được vóc dáng thon gọn, nuột nà như thời con gái. Cô nàng tự tin diện bikini, khoe ba vòng chuẩn đến nỗi ít ai tin được, người đẹp đã có hai thiên thần nhỏ. Không chỉ xinh đẹp, mà sau lần vượt cạn này bà xã Lê Hoàng đã lấy lại được thân hình mình hạt xương mai vốn có, thậm chí còn phong độ hơn lúc trước. Bà mẹ bỉm sữa nổi tiếng không kém Việt Huê, đó là nữ diễn viên Cổng Mặt Trời. Hạ Sinh, quý tử đầu lòng ở Mỹ, Ngọc Lan cũng khiến ai cũng bất ngờ vì nhan sắc ngày càng xinh đẹp dù không hề son phấn. Mặt mộc của người đẹp nhận được nhiều lời khen ngợi từ người hâm mộ. Hiện tại cô nàng đã quay trở lại Việt Nam để tiếp tục công việc của mình. Khuôn mặt Ngọc Lan có đường nét sắc sảo mặn mà và làn da mịn màng nên chỉ cần trang điểm nhẹ là đã đẹp rồi. Tuy nhiên, nữ diễn viên dường như vẫn chưa thực sự lấy lại được vóc dáng ban đầu của mình.
bắp tay to và vòng hai ngấn mở. Bà xã Thanh Bình cũng thừa nhận khuyết điểm này. Cô nàng cho biết mình lên tận 19kg khi sinh em bé. Tuy nhiên do vừa sinh em bé không lâu nên việc tăng cân là điều dễ hiểu. Chắc chắn rằng một thời gian nữa, Ngọc Lan sẽ nhanh chóng lấy lại được vóc dáng thon gọn đáng mơ ước như ban đầu. Loạt biến cố bí ẩn chưa có lời giải khiến Bảo Thy trầm cảm suốt thời gian dài. Bảo Thy lần đầu chia sẻ về loạt biến cố trong khoảng thời gian cô biến mất khiến không ít người sợ hãi vì có quá nhiều điều nghi vấn. Lần đầu tiên, sau khi trở lại hoạt động nghệ thuật, Bảo Thy có những chia sẻ chưa từng công bố khiến nhiều người giật mình. Khoảng thời gian Bảo Thy mất tích khỏi showbiz đã có rất nhiều câu hỏi và tin đồn xuất hiện. Tuy nhiên, cô gần như chỉ có chia sẻ ngắn gọn về việc gia đình bị cháy, còn những chuyện xui rủi khác tuyệt nhiên được giấu kín. Một khoảng thời gian dài, công việc của Thy cứ gặp trục trặc mãi, mà đỉnh điểm là khi đi diễn tại thành phố Vinh, nhận diễn event, nhưng khi đến nơi mới biết đó là tiệc sinh nhật. Khi Thy đang biểu diễn thì có một vị khách nam mời rượu Thy uống, và khi Thy từ chối thì vị khách đó say quá tiến lên sân khấu và Bảo Thy nhớ lại. Không chỉ vậy, Bảo Thy còn cho biết sau khi rời khỏi tiệc sinh nhật, cô tham gia biểu diễn trong một quán bar thì tiếp tục bị vị khách này kéo thêm bạn bè đến quậy phá. Chưa hết, khi Bảo Thy chạy show Hà Nội thì cô liên tục gặp trục trặc. Sau đó Thy bay về Đà Nẵng diễn 3 show và 3 show đó Thy không được trả tiền cachet. Lúc đó đang là mùa đá banh, nữ ca sĩ kể. Mọi chuyện tưởng dường như chỉ có trong phim mà kinh khủng hơn là việc Bảo Thy bất ngờ bị mất giọng khi đến phòng thu. Dù trước đó cô hoàn toàn ổn định sức khỏe, việc này có nhạc sĩ Dương Khắc Linh và ca sĩ Trang Pháp chứng kiến. Đến nơi, khi mà anh Linh và Trang Pháp cùng set up thì Thy bị khều khào rồi ho, nhưng về đến nhà thì lại ổn. Cũng trong thời gian này, Bảo Thy bị viêm ruột thừa, cô được bác sĩ khuyên hạn chế nhảy nhót. Cũng tình cờ trong một buổi họp dự án với công ty giải trí thì cô bị đau bụng, dẫn đến phải hủy bỏ concert. Rất nhiều anh chị trong giới có nói, nhìn sắc mặt của mình rất tối tăm, nhìn mình có vấn đề. Hầu như mỗi ngày giấc ngủ của Thy bắt đầu lúc 3 giờ sáng và tỉnh dậy lúc 9 giờ, 10 giờ sáng và giấc ngủ của Thy rất là khó. Đầu óc của mình hay bị mông lung, nửa ảo nửa thật, chập chờn không biết mình đang mơ hay đang thật. Có những buổi sáng tỉnh dậy, Thy mơ, Thy tưởng như là sự việc đó mới xảy ra ngày hôm qua. Lúc kể ra mọi người mới hiểu được Thy đã trải qua những giai đoạn mà hầu như trước đó chỉ xảy ra trong phim. Lúc đó Thy hiểu là chuyện gì đang xảy ra rồi. Bảo Thy tiết lộ về giai đoạn kinh hoàng trong cuộc đời cô khiến cô lựa chọn nghỉ hát sang Mỹ đi học. Cũng ít ai biết, sản phẩm comeback I'm Story Baby của Bảo Thy thực chất ban đầu đó là món quà tri ân cuối cùng cô muốn dành cho khán giả. Nhưng sau đó, nhìn được tình cảm của mọi người vẫn còn dành cho mình, Bảo Thy cho rằng mình đã hết xui, cô tiếp tục đầu tư MV, con tim anh nằm đâu, và như thực tế cho thấy cô đã rất nhanh thành công với hai sản phẩm này. Ở Việt Nam thì ăn bờ ngủ bụi, nhưng cuộc sống của Hoàng Anh ở Mỹ được vợ lo cho choáng luôn. Sang Mỹ với vợ Việt Kiều là cuộc sống của Hoàng Anh như bước sang một trang mới. Sau khi tổ chức đám cưới ở Việt Nam, vợ của Hoàng Anh đã về Mỹ sống, còn anh thì mới đây mới hội ngộ với vợ. Cuộc sống của Hoàng Anh ở Việt Nam khá bận bịu, anh thường xuyên bận bịu với công việc đóng phim nên việc ăn ngủ ở trường quay là điều dễ hiểu. Có khi các bữa ăn toàn tạm bợ qua loa để còn kịp ghi hình. Cuộc sống ở Việt Nam ăn bờ ngủ bụi như vậy, nhưng khi vừa sang đến Mỹ thì anh được vợ chăm lo cho khác hẳn. Ngoài đi ăn nhà hàng sang chảnh, hai vợ chồng Hoàng Anh còn có nhiều thời gian đi chơi, du ngoạn và thăm thú ở những địa điểm nổi tiếng. Nhìn có thể thấy rõ sự đối lập hoàn toàn trong cuộc sống của Hoàng Anh ở Việt Nam và Mỹ. Cuộc sống của Hoàng Anh ở quê rất đơn giản. Những bữa cơm của anh bên các thành viên trong gia đình dù đạm bạc nhưng giàu tình cảm. Đi đóng phim vất vả nên được chợp mắt thế này đã hạnh phúc rồi. Ngoài ra còn chưa kể đến những bữa ăn qua loa. Mỗi người ngồi một góc ăn một giờ chỉ tranh thủ khi rảnh rỗi. Hoàng Anh còn tự nhận mình là người dễ nuôi. Có lúc anh cùng các thành viên trong đoàn tự bắt cá và nấu ăn vô cùng giản dị. Tuy nhiên vừa sang Mỹ với vợ thì ngoài lịch diễn Hoàng Anh bận tíu tít với các kế hoạch ăn chơi. Anh cùng bà xã đi xem show rồi còn vi vu trên du thuyền xem cá heo. Các món ăn cũng sang chảnh hơn trông thấy. Ngoài những lúc hai vợ chồng đi ăn sang chảnh thì còn tụ hội bạn bè rất đông vui. Nhìn qua có thể thấy các món ăn toàn thuộc vào đặc sản. Hai vợ chồng toàn khoe ảnh đi chơi khiến mọi người ganh tị. Sang Mỹ được vợ chăm sóc chu đáo thế này thì Hoàng Anh sẽ tăng cân phải biết.
Ngoài vui chơi giải trí thì cả hai cũng đi mua sắm. Cuộc sống của cặp vợ chồng son thật đáng ngưỡng mộ và ganh tị.